Xin chào quý vị và các bạn. Chỉ cần nhìn qua thôi là rất nhiều anh em đã nhận ra ngay cặp loa khủng của hãng Onkyo. Vâng, đây là một model rất nổi tiếng của hãng Onkyo. Model monitor 2000X. Hôm nay ngày 26 tháng 4, Hùng Nguyễn Đông Anh mới về hai cặp loa Onkyo tuyệt đẹp. 2000X monitor rất đẹp. Vỏ thùng màu nâu. Đẹp long lanh. Tiếng loa nguyên bản và đẹp long lanh luôn. Cặp loa Onkyo 2000X này cho tiếng bass thì quý vị và các bạn nếu ai đã sử dụng thì chắc chắn sẽ cho một nhận xét là tiếng bass của nó rất uy lực và rất hay. Model này được thiết kế một bass 32 màng carbon, một loa chung và một loa tép. Vâng, loa 3 đường tiếng. Thùng piano mặt bom rất đẹp. Vâng, loa bass 34 ạ, không phải bass 32 đâu ạ, loa bass 34. Màng carbon. Một loa chung 10 và một loa chép 2,5. Khi cặp loa này mà ghép với những dòng âm ly Sansui hoặc những dòng âm ly Pioneer hàng công suất lớn thì nó cho chất âm rất hay, tiếng bass rất dày, rất sâu và rất uy lực. Và cặp loa Onkyo Monitor 2000X đẹp xuất sắc này đang được bán tại Hùng Nguyễn Đông Anh với giá là 27 triệu. Nếu bác nào ưa tiếng súp, tiếng loa bass giống như có tiếng súp thì hãy nghiên cứu cặp loa Onkyo Monitor 2000X. Model này có thể nghe đa dạng các loại nhạc và không quá kén âm ly, chỉ cần công suất khỏe là nó cho ra chất âm rất hay ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984-285-477. Vâng, phải nói hai cặp loa về 26 tháng 4 này quá đẹp. Hình thức thì đẹp như mới. Bác nào có duyên thì sẽ được sở hữu cặp loa Onkyo Monitor 2000X này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và xem video của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.